lợi ích của sự niệm Phật. Kinh nói: người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng và hàng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạn tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng Tây Bưng Đài Vàng tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Niệm Phật kính luận của Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: các kinh niệm Phật giảng sanh nói niệm Phật có 30 lợi ích, cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai. A nhỏ, quá khứ, diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, kinh Quán Vô Lượng Thọ. B nhỏ, hiện tại. 1. Diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. 2. Công đức vô biên, niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức vi diệu. 3. Được pháp thù thắng của chư Phật. 4. Chư Phật đồng chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. 10 phương chư Phật đồng khuyên tinh niệm. 7. Nếu có hòa hoạn, niệm Phật liền trừ. 8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 9. Niệm Phật một pháp, nhiếp nhiều pháp. 10. Pháp môn tịnh độ bao gồm 5 tông, 8 giáo. Một câu A-di-đà Phật niệm được thuần thuộc 3.